cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về cặp vợ chồng giáo sư Trần, bi kịch khi lòng tốt đặt sai chỗ. Thi thể của hai vợ chồng giáo sư đại học ở Đài Loan lần lượt được tìm thấy cách nhau 6 ngày, đã gây rúng động dư luận vì không ai ngờ rằng tội ác lại bắt nguồn từ chính lòng tốt của họ. Vào năm 2015, ông Trần khi đó 79 tuổi và bà Trương, 57 tuổi đều là những giáo sư đại học đã về hưu, sinh sống tại khu Bát Lý, Đài Bắc. Hàng ngày, ông bà có thói quen đi dạo ven sông vào buổi chiều tối và thưởng thức cà phê tại một tiệm khá nổi tiếng, từng được lên truyền hình có tên là Mong Mao. Chính tại đây, ông bà đã quen biết cô Tạ Y Hàm, 34 tuổi, là một quản lý của quán. Vợ chồng giáo sư đại học rất có cảm tình với cô Tạ vì thấy cô là một người hiền lành, ăn nói rất nhẹ nhàng. Sau đó, khi biết hoàn cảnh của cô Tạ khó khăn, thì vợ chồng ông Trần đã không ngần ngại giúp đỡ cô gái về mặt tài chính, thậm chí họ còn nhận cô Tạ làm con gái nuôi của mình, tình cảm không khác gì người thân ruột thịt. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2015, hai vợ chồng ông Trần đột ngột mất tích suốt 4 ngày, khiến cho người nhà buộc phải đi báo cảnh sát. Không một ai có thể liên lạc được với cặp đôi giáo sư đã nghỉ hưu này. Vào ngày 26 tháng 2, tại khu rừng Đức bên bờ sông Đạm Thủy, thì người ta đã phát hiện thi thể của một người đàn ông lớn tuổi. Sau đó thì cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và khám nghiệm tử thi. Họ kết luận thi thể đó chính là ông Trần. Thời điểm tử vong được cho là từ 8 đến 10 ngày trước. Trên cổ người đàn ông này có vết đâm chí mạng làm đứt động mạch. Trong khi đó, tung tích của bà Trương vẫn là một dấu hỏi bỏ ngỏ. Cảnh sát xác định đây có thể là một vụ giết người vì tiền bạc. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng và phức tạp, kẻ thù ác ra tay vô cùng tinh vi nên cơ quan điều tra chỉ thông báo trên truyền thông rằng ông Trần tử vong là do đuối nước. Mục đích của việc này là dụ kẻ thù ác lộ ra khỏi bóng tối. Vào ngày 27 tháng 2, thì một manh mối quan trọng đã xuất hiện. Theo đó, một ngày sau khi phát hiện thi thể ông Trần, thì một phụ nữ đã cầm sổ tiết kiệm và chứng minh thư của bà Trương ra ngân hàng để yêu cầu lĩnh toàn bộ số tiền trong tài khoản. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng đã lập tức nghi ngờ người phụ nữ này khi thấy cô có gương mặt khá trẻ không giống với số tuổi 57 của bà Trương. Khi nhân viên ngân hàng yêu cầu người phụ nữ này nhập mật mã, thì cô ta đã nhập sai cả 3 lần. Người phụ nữ sau đó rời đi và đến cây ATM để rút một số tiền lớn từ tài khoản của ông Trần. Sau khi nhận được thông tin từ ngân hàng, thì cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành điều tra. Người phụ nữ khả nghi đi xe máy và bịt kín mặt, nhưng camera giám sát đã phát hiện chiếc xe ấy di chuyển đến tiệm cà phê Mong Mao. Người phụ nữ này chính là Tạ Y Hàm, là con gái nuôi của hai nạn nhân xấu số. Vào ngày 2 tháng 3, cuối cùng thi thể của bà Trương cũng được phát hiện tại rừng Đước, cách vị trí thi thể ông Trần khoảng 30 mét. Trên ngực của bà Trương có một vết thương chí mạng. Kết quả khám nghiệm hai thi thể cho thấy rằng họ đã tử vong trong cùng một khoảng thời gian và phổi của họ không có nước. Điều này chứng tỏ cặp vợ chồng giáo sư này đã bị giết từ trước, sau đó lợi dụng thủy triều, thì kẻ thủ ác đã phi tang xác dưới bờ sông, tạo hiện trường giả giống như một vụ đuối nước. Ngày 4 tháng 3, người ta tìm thấy túi, ví và điện thoại của bà Trương tại một toilet nữ trong trường đại học nơi bà từng giảng dạy. Đây chỉ là cách để thủ phạm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, nhưng đồng thời nó cũng cho thấy hung thủ chắc chắn có mối quen biết với nạn nhân. Ngày 6 tháng 3, khi cảnh sát đến tiệm cà phê để tìm hiểu, thì chủ quán đang cùng một số nhân viên cho quét dọn nhà kho. Bên ngoài tiệm là một chiếc xe cũ và ghế sau đã bị gỡ ra. Cảnh sát nghi ngờ rằng đó là chiếc xe được sử dụng để phi tang xác hai nạn nhân. Dựa theo những bằng chứng có được, thì cảnh sát tin rằng cái chết của hai vợ chồng ông Trần đều liên quan đến tiệm cà phê này, nơi phát hiện xác chết cách tiệm cà phê 500 mét. Hình ảnh cuối cùng của cặp đôi cũng chính là ở trong tiệm cà phê này. Vào đêm nạn nhân mất tích, thì Tạ Y Hàm đã quẹt thẻ kết thúc giờ làm lúc 23 giờ nhưng phải 2 tiếng sau đó, camera mới ghi lại hình ảnh người phụ nữ này rời đi. Chính cô Tạ cũng là người đã giả mạo bà Trương để rút tiền của nạn nhân. Ngay ngày hôm sau, 4 người gồm chủ quán họ Lã, cùng hai cổ đông và cô Tạ Y Hàm đã bị tạm giam để phục vụ điều tra. Tại cơ quan điều tra, thì 3 người đàn ông đã một mực phủ nhận không liên quan đến vụ án, trong khi Tạ Y Hàm tự nhận mình đã cho thuốc mê vào cà phê theo chỉ thị của chủ quán nhằm giết người chiếm đoạt tài sản. Còn việc giết người và phi tang xác thì cô ta không tham gia. Để chứng minh sự trong sạch của mình, thì 3 người đàn ông đã phải chứng minh tài chính và các hoạt động của bản thân trong thời gian xảy ra vụ án. Kết quả điều tra cho thấy họ đều là những người giàu có và không có động cơ giết người. Cảnh sát cũng không đủ bằng chứng để buộc tội họ có liên quan đến vụ án. Cuối cùng cả 3 người đàn ông đã được phóng thích sau đó không lâu. Chỉ còn lại nghi phạm duy nhất đó chính là cô Tạ. Sau một lần nhìn lại những hình ảnh giải phẫu thi thể của ông Trần, thì cô ta đã bật khóc và nhận tội.
Lý do khiến Tạ ra tay tàn ác với chính cha mẹ nuôi của mình đó là vì tiền. Theo lời khai của Tạ, trong thời gian quen biết vợ chồng ông Trần, vì được biết hai người có khối tài sản cực lớn lại không có con, nên Tạ đã cố ý tiếp cận để lấy lòng vợ chồng giáo sư này. Với sự thông minh, khéo léo cùng vẻ ngoài ngoan hiền, thì Tạ đã nhanh chóng lấy lòng họ và thậm chí còn được cặp đôi nhận làm con nuôi. Ông Trần dạy cô chơi cổ phiếu, lập cho cô này một tài khoản giao dịch số tiền lớn để thực hành, và tiền lãi thu được coi như cho cô ta sinh hoạt hàng ngày. Ông bà Trần còn hay tặng cô ta đồ trang sức có giá trị. Tuy nhiên, với lòng tham vô đáy của mình, dĩ nhiên Tạ chưa hài lòng với những gì mình có được. Trong một lần đến nhà bố mẹ nuôi để chơi, thì ông Trần đã chỉ cho cô Tạ xem két bảo hiểm của gia đình với khối lượng tài sản khổng lồ bao gồm tiền mặt và trang sức. Mong muốn được đổi đời, đồng tiền đã làm mờ mắt Tạ. Cô này đã âm thầm lập kế hoạch giết người nhằm chiếm đoạt tài sản của chính người coi cô ta như con ruột. Vào tối ngày 16 tháng 2, khi vợ chồng ông Trần đến uống cà phê, thì Tạ đã lén bỏ thuốc an thần vào đồ uống của hai người. Đợi thuốc ngấm dần thì cô ta đã lấy cớ đưa hai người về nhà, rồi lần lượt giết hại và giấu xác trong một nhà kho bỏ hoang gần đó. Trong khoảng thời gian che giấu hai thi thể, thì Tạ đã lấy chìa khóa trong túi bà Trương đến để mở két bảo hiểm, nhưng không thành công. Tối ngày 25 tháng 2, lợi dụng đêm tối và sương mù, thì Tạ đã dùng xe đẩy có trong nhà kho để đưa xác ông Trần đi phi tang và thực hiện cách thức tương tự đối với bà Trương trong đêm ngày 1 tháng 3. Dư luận lúc bấy giờ đã vô cùng chấn động vì không ngờ rằng một người phụ nữ có vẻ ngoài ngoan hiền lại ra tay tàn ác với chính cha mẹ nuôi của mình như vậy. Nhiều người đã bày tỏ sự xót thương cho cặp đôi xấu số này khi lòng tốt đã đặt sai chỗ. Ngày 29 tháng 10 năm 2013, tòa tuyên án tử hình Tạ Y Hàm vì tội giết người và cướp tài sản. Ngày 20 tháng 4 năm 2017, tòa án cấp cao của Đài Loan nhận thấy Hàm có khả năng cải tạo nên đã giảm án xuống còn tù chung thân. Ngày 27 tháng 10 năm 2021, tòa đưa ra phán quyết Hoành và hai cổ đông của Mau Mau Cà Phê tất cả phải bị liên đới trách nhiệm, phải cùng Hàm bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 6 triệu đài tệ. Tòa cho rằng Hoành là người phụ trách Mau Mau Cà Phê, nhận Hàm vào làm việc nên phải có trách nhiệm giám sát và kiểm tra, tránh nhân viên lợi dụng cơ hội pha chế đồ uống để thêm chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tính mạng của khách hàng. Đồng thời, Hoành phải có nghĩa vụ quản lý nhân viên trong giờ làm, kiểm soát an toàn với các dụng cụ sắc nhọn như dao, phải chú ý và có biện pháp xử lý thích hợp khi khách hàng có dấu hiệu bất ổn trong quán. Kỳ án về Charlie Capanzam, kẻ hủy diệt phiên bản đời thực của nước Mỹ. Có nhiều đứa trẻ không may mắn sinh ra trong gia đình bạo lực, thiếu tình thương và nghèo đói. Đa số, những đứa trẻ như vậy đều mong muốn tương lai có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng tên giết người hàng loạt Charlie Capanzam lại không như vậy. Hắn ta chọn cách trả thù đời, gây ra hàng loạt các tội ác lớn nhỏ ở khắp các bang thuộc nước Mỹ, thậm chí còn vươn sang quốc gia khác như là Bồ Đào Nha. Charlie Capanzam sở hữu một gương mặt điển trai, thu hút ánh nhìn cả hai phái, nhưng hắn không có hứng thú với phụ nữ trên danh nghĩa của tình yêu. Hắn là một kẻ giết người hàng loạt, cưỡng hiếp, đốt phá, trộm và cướp đồ. Hắn đã bước chân vào vô số nhà tù của nước Mỹ. Charlie đi đến đâu sẽ phóng hỏa, cướp giết và gây tội ác đến đó. Đầu đời, hắn là một cậu bé bất hạnh sống trong một môi trường bạo lực, bị tra tấn dã man từ thể xác lẫn tinh thần. Trong lời thú tội và cuốn tự truyện của mình, Charlie tuyên bố đã sát hại 21 nạn nhân và hơn 1.000 hành vi cưỡng hiếp các cậu bé vị thành niên cũng như nam giới trưởng thành. Charlie Capanzam sinh ngày 28 tháng 6 năm 1891 trong một gia đình nhập cư nghèo thuộc quận Hennepin, phía bắc Minnesota, Mỹ. Hắn có 5 người anh trai và một cô em gái, bố mẹ là người gốc Đức và sở hữu một trang trại nhỏ ở nước Mỹ. Cuộc sống nghèo đói nhưng vẫn rất hạnh phúc cho đến năm hắn 7 tuổi, cha mẹ hắn ly hôn, người cha quyết định bỏ đi và để lại toàn bộ trang trại cho vợ cùng 7 người con. Thiếu đi sức lao động chính cũng như trụ cột trong gia đình, tương lai của cả nhà Charlie đã ảm đạm lại càng ảm đạm hơn. Tất cả những người con đều phải làm liên tục không nghỉ ngơi từ tờ mờ sáng đến tối muộn nhưng vẫn không đủ ăn, còn hắn thường bị các anh đánh đập không rõ nguyên nhân. Không có sự dạy dỗ và nghèo đói cùng cuộc sống bạo lực, Charlie 11 tuổi đã đánh liều trộm một ít bánh, cùng với một khẩu súng ngắn của nhà hàng xóm. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt hắn và đưa đến trường cải tạo dành cho vị thành niên. Đây là trường đào tạo Minnesota State thuộc thị trấn Red Wing. Lúc bấy giờ thì trong trường đang cải tạo khoảng 300 bé trai từ 10 đến 20 tuổi. Trong cuốn tự truyện của hắn, khi bị đưa đến trường cải tạo, một nam nhân viên của văn phòng nhà trường đến khám sức khỏe cho hắn nhưng thực chất là quấy rối tình dục y. Charlie bị đánh đập và hãm hiếp một cách tàn bạo tại trường cải tạo này. Khi ấy, đứa trẻ 11 tuổi liên tục phải nhận những cơn mưa đòn roi từ ván gỗ và dây da, thậm chí là cả một cái mái chèo.
Charlie đã cắn răng chịu đựng và ôm một mối hận. Ngay khoảnh khắc đó thì hắn ta đã bắt đầu lên một kế hoạch để trả thù. Đêm ngày 7 tháng 7 năm 1905, hắn trốn vào hội trường lớn và dùng thiết bị đơn giản tự tạo với ý đồ đốt cháy toàn bộ nơi này. Kế hoạch của hắn đã thành công khi cả tòa nhà của ngôi trường cải tạo đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Đến cuối năm 1905, Charlie được mẹ đón về nhà. Ngoài mặt, hắn thu mình lại và ngoan ngoãn, nhưng thực ra đã ôm một mối hận thù với tất cả mọi người. Charlie tiếp tục trộm tiền từ túi của mẹ mình nên hắn suýt phải vào trường huấn luyện Red Wing, Mỹ. Sau đó, Charlie nhiều lần có hành vi mưu sát giáo viên nhưng bất thành. Cuộc sống ở trang trại quá tăm tối với đầy nguy cơ phải quay lại các trường cải tạo có hành vi bạo lực. Hắn quyết định rời nhà ra đi vào năm 14 tuổi, y bắt chước cuộc sống của những người du mục. Hắn ta đã ngủ trong các xe chở hàng, hoặc trốn trong tàu chứa đồ và chạy trốn khỏi các cảnh sát đường sắt. Charlie đi đến đâu sẽ xin đồ ăn hoặc trộm cắp đến đó. Trong cuốn tự truyện, Charlie viết lại rằng, trong thời gian đó, hắn đã được 4 người đàn ông lạ cho ăn no, mua quần áo đẹp và đưa đến Montana, Mỹ. Charlie đã thuật lại rằng, nhưng trước tiên, họ muốn tôi làm một chút chuyện cho họ, cậu bé 14 tuổi bị 4 người đàn ông hãm hiếp. Tôi đã khóc và cầu xin họ tha cho nhưng chúng vẫn tiếp tục. Sau đó, hắn trốn thoát khỏi 4 tên lạ mặt, trốn được khỏi đó nhưng tình người cùng sự non nớt và thơ ngây cuối cùng đã bị Charlie vứt lại. Hắn hoàn toàn trở thành một đứa trẻ bất hảo. Sau khi trốn thoát, hắn bị kết án 1 năm tại trung tâm cải tạo bang Montana với tội danh trộm cắp. Để lấy cớ cho những tội ác sau này của bản thân, Charlie đổ lỗi rằng thiếu hiểu biết cùng phương pháp nuôi dạy không đúng cách, cũng như môi trường sống bạo lực đã khiến tôi vào con đường tội ác. Sau khi trốn khỏi trung tâm cải tạo Montana cùng với người bạn là Jimmy Benson, hai người đã bắt tay vào một vụ trộm, cướp và đốt phá vùng Trung Tây, song phi vụ cả hai chia tay nhau mỗi người một ngả. Năm 1907, ở tuổi 15, hắn đổi tên thành Jefferson Baldwin và khai gian tuổi để nhập ngũ vào quân đội Hoa Kỳ. Nhưng do quen với cuộc sống buông thả không khuôn phép nên Charlie thường xuyên bị kỷ luật vì vi phạm các lỗi trong quân doanh. Tháng 4 năm 1908, hắn đã trộm quần áo trong quân doanh với giá trị 88,24 đô la Mỹ, khoảng 2 triệu Việt Nam đồng. Hắn bị bắt khi cố gắng tẩu tán món đồ. Charlie bị tuyên án 3 năm tù tại nhà tù liên bang cũng như tước đoạt hết quân hàm cùng lương thưởng và phụ cấp. Hắn bị xích và đưa lên trạm xe lửa với các tù nhân khác để gửi đến Fort Leavenworth, Kansas, Mỹ, chặng đường 1.600 km không được ăn hoặc uống bất kỳ thứ gì. Đến nơi bị giam, Charlie 16 tuổi, tiếp tục nhận những cơn mưa bạo lực và sớm trở nên tuyệt vọng khi cố gắng trốn khỏi nơi này, hy vọng trở thành một công dân tốt của hắn hoàn toàn bị dập tắt. Được thả tự do, Charlie tiếp tục con đường trộm cắp, phần lớn cuộc đời của hắn là ở trong trại cải tạo hoặc nhà tù. Hắn thú nhận rằng, tôi thiêu rụi tất cả mọi thứ, khi không có gì để đốt, tôi sẽ đốt cỏ trên thảo nguyên, rừng và muốn tàn phá mọi thứ. Mùa hè năm 1911, Charlie tiếp tục đổi tên, hắn bị kết án 6 tháng tù tại Fresno, California, Mỹ, với tội danh trộm một chiếc xe đạp. Một tháng sau thì hắn bỏ trốn khỏi nhà tù, cầm theo khẩu súng lục hắn đã trộm trước đó và nhảy lên xe chở hàng đi về hướng Tây Bắc. Chính trên toa tàu này, Charlie đã cưỡng hiếp một cậu bé 10 tuổi. Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn nhẫn tâm ném cậu bé xuống tàu và tiếp tục đi đến Oregon. Năm 1913, hắn tiếp tục đổi tên và bị kết án tù với tội danh cướp trên đường cao tốc, hành hung và phá hoại. Sau khi ngồi tù 3 tháng, hắn tiếp tục trốn khỏi nhà tù thành công. Liên tiếp từ năm 1913 đến năm 1915, Charlie thay đổi tên liên tục, hắn bị tống giam vào 5 nhà tù tại 5 bang khác nhau. Trong đó có lần hắn bị bắt vào nhốt ở nhà tù Harrison, vào đêm đầu tiên bị tống giam, hắn ta đã đốt cháy một tòa nhà và giải phóng được gần phân nửa tù nhân tại đây. Charlie như người hùng của những tên tội phạm bất hảo tại các nhà tù, bởi lẽ, hắn ta bị tống giam ở đâu thì sẽ đốt nhà tù ở đó và giải phóng được nhiều tù nhân. Năm 1915, hắn đã bị kết án 7 năm tù giam với tội danh trộm cắp tại nhà tù Oregon State Penitentiary. Ngày 24 tháng 5 năm 1915, Charlie trở thành tù nhân số 7390 của nhà tù. Trong hồ sơ, hắn khai gian danh tính tên là Jeff Rutter, nơi sinh ở Alabama, Mỹ, và nghề nghiệp là trộm cắp. Với thái độ bất cần đời và không hợp tác, Charlie đã làm các quản ngục thấy khó chịu. Nhà tù tống giam này nổi tiếng với những phương pháp dụng hình tàn bạo và hung tàn. Các tù nhân tại đây thường xuyên bị xích vào tường hoặc treo lên trần nhà, họ luôn phải lãnh những cơn mưa đòn bạo lực gây ra nhiều chấn thương nghiêm trọng. Hắn bất hợp tác và khinh thường các quản ngục, hắn ta đạt kỷ lục khi bị treo 10 giờ một ngày liên tục trong 2 ngày, đi kèm với đó là những phương pháp tra tấn tàn bạo nhưng Charlie vẫn luôn giữ thái độ bất cần đời. Một tháng sau, hắn bị ném vào ngục tối trong 3 tuần với một chút bánh mì và nước. Hắn ta nhớ lại rằng,
họ lột trần chuồng và xích tôi vào một cánh cửa. Vài ngày sau, Charlie đã tìm cách trốn thoát được và thiêu rụi 3 tòa nhà tù giam. Trong 61 ngày tiếp theo, hắn đã len lỏi trong bóng tối để chạy trốn và món ăn chủ yếu của hắn là rán. Sau khi gây ra 2 vụ xả súng tấn công nhiều người thì hắn ta lại bị bắt vào tù. Ngày 12 tháng 5 năm 1918, hắn tiếp tục trốn thoát khỏi nhà tù bằng cách cưa song sắt phòng giam và trốn lên một chuyến tàu đi về hướng đông. Vào hè năm 1920, Charlie đến thành phố nhộn nhịp ở Connecticut, Mỹ. Hắn thường ra ngoài vào ban đêm, đi dạo quanh phố nhằm tìm kiếm con mồi để cướp bóc hoặc hãm hiếp. Mục tiêu của hắn nhắm đến là những cậu bé hoặc các gia đình giàu có ít người. Đến tháng 8 cùng năm, hắn ta đập vỡ cửa sổ để đột nhập vào một ngôi nhà với vẻ ngoài khang trang trên đại lộ Whitney, Mỹ. Charlie trộm được một số lượng trang sức đắt tiền, trái phiếu và một khẩu súng lục. Trong nhật ký, hắn thống kê số tiền cướp được là $3,000, khoảng 70 triệu Việt Nam đồng. Hắn ta đã giữ lại khẩu súng lục và mua một du thuyền đặt tên là Akista. Hắn đăng ký chủ tên là John O'Leary. Hắn đưa thuyền đến sông đông hướng phía đông thành phố Rye và neo gần bờ biển đá của Connecticut. Trên đoạn đường biển di chuyển, hắn ta phá vỡ hàng chục tàu thuyền neo đậu gần đó, ăn trộm bất cứ món đồ nào có giá trị. Cuối cùng hắn ta thả neo ở câu lạc bộ du thuyền New Haven. Hắn vui thú ở đây, ăn chơi, uống rượu và suy nghĩ đến việc giết người. Dạo chơi ở bờ biển đá Connecticut một thời gian, Charlie phát hiện có rất nhiều người thất nghiệp và đang tìm kiếm công việc làm thủy thủ trên tàu vận tải. Trong đầu tên máu lạnh này lóe lên ý nghĩ giết người, hắn ta vui vẻ vì đã tìm được một trò chơi mới. Charlie thú nhận rằng, tôi đã lên kế hoạch chi tiết cho vụ giết người hàng loạt này, tôi sẽ thuê một vài thủy thủ lên du thuyền Akista, chuốc say và giết chết họ. Hắn ta dụ những người muốn làm thủy thủ rời khỏi quán rượu ở thành phố New York, chuốc say nạn nhân, hãm hiếp họ và ra tay sát hại bằng khẩu súng lục mình ăn trộm được. Hắn đã sát hại rất nhiều người, sau đó phi tang thi thể xuống biển. Thời điểm ấy, cảnh sát nhận được quá nhiều đơn báo cáo mất tích và các thanh tra viên bắt đầu nghi ngờ Charlie. Hắn ta đành di chuyển thuyền đến bờ biển New Jersey với 2 nạn nhân cuối. 2 người này may mắn thoát khỏi tay của tên sát nhân nhưng lại bị mất tích. Vụ sát hại trên biển chỉ kết thúc khi con thuyền Akista bị vỡ do va vào bờ đá vào cuối tháng 8 năm 1920. Sau đó, hắn bị kết án tù 6 tháng với tội danh ăn trộm. Khi được tự do, hắn đến Angola, bây giờ là thuộc địa của Bồ Đào Nha, trên bờ biển phía Tây Châu Phi. Hắn tiếp nhận công việc quản ốc của một giàn khoan dầu tại công ty dầu năm 1921. Với tính cách thích tàn phá mọi thứ, hắn ta đã thiêu rụi giàn khoan của công ty. Trong thời điểm ấy, hắn ta cũng hãm hiếp và ra tay sát hại dã man một cậu bé 11 tuổi. Charlie thuê một chiếc thuyền với 6 người chèo. Khi đi xa bờ thì hắn ta lập tức bắn chết hết tất cả và ném thi thể xuống làm bữa ăn cho cá sấu. Vào ngày 18 tháng 7 năm 1922, hắn ta đã cưỡng hiếp một cậu bé và sát hại nạn nhân bằng một tảng đá tại Salem, Massachusetts, Mỹ. Đến cuối năm đó, hắn cũng cưỡng bức và bóp cổ nạn nhân đến chết tại New Haven. Từ năm 1923 đến năm 1928, hắn liên tục đi trộm du thuyền, cưỡng hiếp và giết chủ của các du thuyền hoặc các cậu bé vị thành niên. Hắn ta bị bắt và trốn khỏi ít nhất 3 nhà tù. Hắn ta tuyên bố giết ít nhất là 21 người, trong đó có một số nạn nhân và cảnh sát chưa thể xác thực được. Ngày 30 tháng 8 năm 1928, Charlie bị bắt tại Baltimore với tội danh trộm đồ trang sức từ nhà của một nha sĩ vào ngày 20 tháng 8 ở Washington. Trong lúc thẩm tra, vì nghi ngờ tiền sử phạm tội của hắn, cảnh sát đã tra hỏi, cuối cùng hắn ta thú nhận đã giết 3 cậu bé trước đó. 3 cậu bé lần lượt bị sát hại ở Salem, Connecticut và Philadelphia. Hắn ta nhận bản án 25 năm tù và bị đưa đến nhà tù liên bang Leavenworth với số hiệu 31614. Hắn còn cảnh báo quản ngục rằng, tôi sẽ giết chết ông đầu tiên nếu như ông dám làm phiền tôi, và hắn ta đã được giao một công việc đơn độc trong phòng giặt ủi của nhà tù. Ngày 20 tháng 6 năm 1929, Charlie bị kết án tử hình khi hắn ta dùng thanh sắt đánh chết quản đốc phòng giặt là Robert. Hắn ta từ chối hết tất cả các bản kháng cáo được viết bởi những người phản đối án tử hình ủng hộ nhân quyền dành cho hắn. Khi đang chờ ngày hành quyết, Charlie kết bạn với một sĩ quan tên Henry Lesser, người này đã mua thuốc lá cho hắn ta. Hắn rất ngạc nhiên với hành động tử tế này, hắn lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ấm áp của lòng người. Sau khi Henry Lesser tặng hắn một chút giấy và bút, hắn đã viết một bản tóm tắt toàn bộ tội ác của mình, sau này được xuất bản thành truyện và dựng phim. Chốt lại bản thú tội, hắn ta viết rằng không hề cảm thấy hối hận với các vụ cướp, giết hay hãm hiếp người và đốt phá mà hắn gây ra. Charlie tuyên bố rằng, trong cuộc đời của tôi đã sát hại 21 con người, tôi đã thực hiện hàng nghìn vụ trộm, cướp, đốt phá và cưỡng bức hơn 1.000 nam giới. Đối với tất cả điều này,
tôi không thấy mình có lỗi. Các sĩ quan cố gắng đội mũ trùm đầu che mặt xác Lee bởi hắn ta có hành động nhổ nước bọt vào mặt người thực hành án treo cổ hắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.